Sáng 11 tháng 12 năm 2020, đoạn clip camera ghi lại đối tượng vào cửa hàng điện thoại. Lợi dụng lúc nhân viên đang tập trung không cảnh giác, thanh niên trên thò tay lấy điện thoại iPhone 11 Pro Max 64GB, rồi sau đó tẩu thoát như chưa có gì xảy ra. Camera quay lại ở đường Trần Phú, Rạch Giá, Kiên Giang, canh mọi người đi ngủ, hai đối tượng trên sau khi giả vờ đi vệ sinh. Đối tượng trên đã nhổ chậu cây cảnh trong chậu ra, còn đối tượng còn lại thì cảnh giới. Sau đó, bẻ hướng camera góc khác nhằm không quay được lúc trộm. Chưa kể, hàng chục clip riêng tư trong phòng ngủ bị hack và tung lên mạng, khiến cho nhiều người lo lắng, thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý của nạn nhân. Quán mình thì cũng kinh doanh, đó, mình cũng lắp đặt camera. Đó. Nói vì đảm bảo an toàn 100% thì cũng không có chính xác lắm. Bởi vì mình sợ những cái trường hợp như hacker người ta hack rồi người ta thấy những gì trong quán không có kín đáo, tiền bạc hay này. Thì tôi cứ nghĩ camera thì giờ có gắn cỡ nào đi nữa thì giờ mà nó có vô nó lấy đi nữa thì cũng biết đâu mà tìm. Chứ đó chẳng qua là chỉ hỗ trợ cho có thì thôi. Chứ còn hô là kiếm kẻ trộm thì hiếm lắm. Xuất phát từ thực tế cần linh hoạt hơn trong mọi tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn cho gia đình, tiện ích cho doanh nghiệp và bảo mật tuyệt đối thông tin người dùng. Một ứng dụng camera tích hợp AI đã được anh Hoàng Việt Thắng tạo ra với mục đích đưa trí tuệ nhân tạo tích hợp vào camera thường. Như các bạn đã biết, camera hiện tại luôn bị động trong mọi tình huống. Ví dụ, gia đình của mình bị mất trộm một cái gì đó, bắt đầu mình đi mình trích xuất. Mình mới đi mình thu lại cái đoạn video đó mình gửi cho cơ quan chức năng. Và hầu như tất cả đều không giải quyết vấn đề gì cả. Từ đó chúng tôi mới tạo ra sản phẩm Smart Vision để mà cải thiện cuộc sống, chủ động trong mọi tình huống. Đây là ứng dụng Smart Vision tích hợp với camera thông thường thành camera thông minh với chức năng nâng cao lợi nhuận trong việc kinh doanh, điều hành mọi việc từ xa, chống trộm, độ bảo mật cao, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Đồng thời, người dùng có thể điều khiển, chủ động kiểm soát hoạt động trên các thiết bị điện tử. Thì nó giống như một người bảo vệ 24/24 phát hiện mọi tình huống. Ví dụ, kẻ trộm đó đang đứng ở ngoài cổng và chuẩn bị có những hành động như là leo rào. Ngay lập tức, camera sẽ gửi báo động về cho chiếc điện thoại và nhận lệnh từ người dùng để mà phát ra những tiếng động đèn để mà xua đuổi kẻ trộm đi. Có thể nhận diện được khách hàng VIP qua nhận diện khuôn mặt, nhận diện được độ tuổi, giới tính, cảm xúc. Thì chúng tôi đã sử dụng những kỹ thuật mã hóa bảo mật nhiều lớp để mà xây dựng lên một hệ thống hoàn thiện về bảo mật. Ngoài ra, ứng dụng giúp cho người dùng phát hiện cháy nổ và thông báo ngay lập tức cho người dùng. Sau khi được tư vấn, trải nghiệm, khách hàng tỏ ra hứng thú, ứng dụng thiết thực vào đời sống. Ngoài ra, khách hàng sẽ hạn chế chi phí khi tích hợp công nghệ AI vào camera có sẵn. Vì xe đạp giá kho của tôi là rất là nhiều kho bãi, hàng hóa dễ gây cháy nổ, mất an toàn. Nên tôi đang muốn tích hợp những cái ứng dụng này vào trong những cái camera của tôi đang sử dụng. Có thể là quản lý những cái rủi ro như là cháy nổ, nè, trộm cắp. Nè. Tôi rất là bất ngờ. Thì cái camera bình thường có thể trở thành một cái camera thông minh. Thì hiện tại ở nhà tôi thì tôi đã sử dụng cái camera thường rồi. Nhưng mà sau khi trải nghiệm thì tôi muốn ngay lập tức là muốn sử dụng cái app này. Mặc dù còn khó khăn do dịch Covid-19 tìm kiếm đối tác tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên, với nhu cầu sử dụng công nghệ 4.0 hiện nay, việc ứng dụng công nghệ AI trong đời sống là bước ngoặt phát triển trong tương lai. Đây là ứng dụng được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình hiện nay.